Hello cả nhà ơi, sorry nha, tại vì cái wifi của Hiền nó bị vấn đề gì á, cho nên là cứ bị tắt hoài á, rồi nãy giờ phải đi lên chỉnh chỉnh cái wifi. Mọi người ơi, wifi của Hiền bị gì á, mọi người ơi, sorry mọi người nha, hy vọng là cái live này nó sẽ tiến hành tốt đẹp. Mọi người share giúp Hiền với ạ, tại lúc nãy cái wifi nó bị cái gì á, thành thử ra là phải 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 just setup nó lại. Mọi người giúp Hiền share với nha, tại vì bây giờ á, mỗi một tuần á là Hiền chỉ live một lần thôi nha các anh chị. Hiền chỉ live mỗi một ngày thứ thứ năm thôi. Sorry mọi người nha. Hello Tina khỏe không? Mọi người hôm nay ăn uống gì rồi? Tina ơi, có nghe chừng nào khi nào bên nào bên mình mở cửa lại không Tina? Các anh chị ơi share giúp em với nhau, lúc nãy bị wifi bị gì á. Hello Nini Hoàng. Nãy giờ không vào được, bị block phải không? Ừ. Bị gì á, kỳ quá. Mọi người có vào lại được chưa? Chắc cuối tháng hả? Cuối tháng mở lại. Left hand is just like me. How do you know? Hiền xài được both hand đó Tuấn, Hiền xài được tay mặt tay trái luôn đó. Có nhiều cái cầm bên tay trái mà có nhiều cái cầm bên tay phải. Mọi người share giúp Hiền cái livestream với nha. Hôm nay mình sẽ làm những cái mẫu này nè. Cái mẫu này Hiền mới làm trên Instagram xong. Đây không có nha. Xem here both. Trời ơi, giỏi quá, biết đóng mấy cái nhà cửa nữa. Hôm nay Hiền bán được nhiều cái mấy cái press on nails gì lắm nha các anh chị. Hôm nay á, một ngày hôm nay không là Hiền ngày mai là ba cái hai cái set này sẽ đi bán được nè. Cái set này bán rồi. Cái set này với lại cái set ombre này bán rồi. Còn hồi sáng này bán được 6 cái bộ nails luôn, đẹp lắm. Mình thích quá trời luôn, nó mua nhiều quá trời nhiều. Dạo này ở nhà không làm gì, hôm qua thức tới 4 giờ sáng làm mấy cái này bán luôn. Khách order, hello Angel Trinh. Mọi người share giùm em cái livestream với nhé. Thì hôm nay cái mẫu Hiền làm rất là đơn giản luôn mọi người ơi. Tiền hả? Để ngân hàng cưng. Để ngân hàng. Sao dạo này mọi người chắc quay lại làm việc rồi, cho nên các anh chị ít vào xem livestream ha. Hello chị Phượng Hoàng, khỏe không chị? Có sửa sang tiệm gì sắp mở cửa lại chưa chị ơi? Mình chờ mọi người vào xem tí xíu nữa rồi mình bắt đầu mình vẽ nghe các anh chị. Thì hôm nay mình sẽ vẽ cái mẫu cái multiple players này mà nhìn ở ngoài nhìn giống như là cái 3D nó ẩn lên trong vậy đó các anh chị, đẹp lắm luôn. Thì các anh chị có thể làm cái mẫu này với lại cái bộ perception hoặc là làm với những cái màu treo mà nó trong suốt cũng được các anh chị. Cái nào các anh chị xài cũng được ha. Thì từ hôm nay về sau thì Hiền sẽ bắt đầu live vào ngày thứ năm mà 10 giờ hoặc là 10 giờ 15 Hiền sẽ vào, Hiền nói chuyện với các anh chị tí xíu. Xong rồi mình chờ mọi người vào đông đủ tí xíu thì mình bắt đầu mình vẽ. Thì nếu mà các anh chị nào có cái yêu cầu mà muốn biết về cái làm những cái press on nails như thế nào để mà chắc á thì Hiền sẽ hướng dẫn các anh chị làm ha, no problem. Tiền bỏ ngân hàng bị mục hả Kim? Không Kim ơi, ngân hàng nó khuyến khích lắm. À, đó, đây là những bộ nail mà Hiền làm để mà bán cho khách đó các anh chị. Một bộ nail này là Hiền bán 100 đồng nha các anh chị. 100 đồng bộ nail này. Ừ. Thiệt đó, Hiền không có nói xạo đâu, Hiền bán bộ này 100 đồng luôn nha các anh chị. Mà khách nó vẫn mua nha, khách nó vẫn mua. Hello Richard, sorry em lúc nãy cái phone nó bị cái gì á cho nên là những cái bộ á mà nó cầu kỳ như vậy á, tại vì Hiền gắn rất là nhiều đá Swarovski ở trong này cho nên Hiền bán nó hơi cao giá. Giống như cái bộ này cũng vậy, bộ này nó đơn giản hơn thì Hiền làm nó không có ấy. Thiệt Hiền bán cái bộ này nữa nè, bộ này cũng là bộ này với bộ nãy là 180 đồng hai bộ đó, là nói thiệt á, không có nói xạo đâu, tại vì Hiền không có
Với lại mình làm mà nó gắn nó last long á các anh chị, tại vì nó có bạn bạn của nó gắn rồi, xong cái bạn nó thích quá nó giới thiệu, mà Hiền nghĩ là từ từ khoảng 3 tuần trở lại đây Hiền bán cỡ khoảng Hiền nghĩ là cỡ khoảng 50 set như vậy á. Qua đây đi, tôi gắn lên cho đi về Tuấn. Hiện bán khoảng 50 set rồi đó, mà tùy à, có nhiều set hiện bán giá rất là dao động. Ví dụ như một cái set mà hiện làm đơn giản mà không có vẽ gì đó, chỉ là ngắn, cắt ngắn hơn cái này ha, rồi sơn lên không thì hiện bán 35 đồng. Thì tùy các anh chị, tại vì hiện nghĩ á là hiện sẽ để dành và bán luôn, hiện trưng trong tiệm bán luôn, chứ hiện không có bỏ. Tại vì có nhiều người khách đó họ bị dị ứng với bột hoặc là cái gì đó thì họ không có đắp bột được, thì họ mua ra cái này rất là nhiều. Hiện có một cô khách dị ứng với tất cả các loại luôn, cho nên là khi mà cổ gặp cái này là cổ thích lắm, cổ mua dữ lắm. Cái mẫu hôm nay á, mình vẽ ra các anh chị rất là đơn giản luôn nha, nó không có khó mà. Cho nên là mỗi mỗi một lần á, Hiền cố gắng Hiền suy nghĩ coi là trời ơi, không biết hôm nay vẽ cái gì. Hello, hello Hoa hậu Bảo Anh, khỏe không? Trời ơi, khỏe không chị đẹp? Lâu quá trời không gặp chị đẹp. Nói hôm bữa nói đi qua Cali ghé chị đẹp làm săn sóc da mà cứ quên hoài. Hôm nào để qua đó xong cái làm một bộ móng gì tặng chị đẹp nha. Chị đẹp thích bộ móng này không? Chị Hoa hậu Bảo Anh. Bộ móng này hay là bộ móng kiểu này? Bữa nào có qua Cali là làm cho chị một bộ móng nha. Bị dính đây. Mọi người share giúp Hiền cái livestream với nha, thì đợi các anh chị vào xem đông đủ tí xíu thì mình bắt đầu mình tiến hành mình vẽ cái mẫu nha. Mình ngồi mình tâm sự, mình tán dóc tí xíu được không các anh chị? Bây giờ thì cũng có các anh chị vào rồi. Thôi bây giờ để mình vừa vẽ vừa nói chuyện nha. Rồi bây giờ để Hiền quay cái camera lại nha các anh chị. Thì những cái mẫu mà Hiền vẽ ở đây đó thì sau này á, là Hiền sẽ up lên trên YouTube của Hiền á các anh chị. Cho nên là nếu mà các anh chị nào mà chưa có cái YouTube của Hiền á thì subscribe nha. Subscribe vô cái kênh YouTube channel của Hiền để Hiền quay cái camera lại nha các anh chị. Rồi, đây. Đây là những cái mẫu này Hiền, cái mẫu mẫu này Hiền sẽ mình sẽ học hôm nay nha các anh chị. Rồi nếu mà các anh chị nào mà chưa có cái kênh YouTube của Hiền á, cứ vào subscribe nha. Subscribe cái kênh YouTube của Hiền nè các anh chị. Nail Art Tutorial by Henry nha các anh chị. Nail Art Tutorial by Henry. So cái đó các anh chị có thể vào để mà xem lại những cái video nào mà Hiền làm mà bị missing đó, thì các anh chị vào ha. Bây giờ thì cho nếu mà mình vẽ cái mẫu này hôm nay đây là các anh chị. Hôm nay mình sẽ vẽ cái mẫu này nha. Hello chị Helen, hôm nay nhớ ngày vào rồi ha. Rồi bây giờ nếu mình vẽ cái mẫu này á thì mình sẽ cần những cái gì? Tất nhiên là cái mẫu này á, khi mà các anh chị vẽ là cái ngón tay, ví dụ như khách đeo hai ngón tay gì đi, thì đây là một bộ nails, thì hai ngón tay như vậy nó sẽ là một cặp nha các anh chị. Hai ngón tay như vậy thì một ngón giữa và một ngón 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 ring fingers á, thì nó sẽ là một cái cặp hoa như thế này. Đó, mình vẽ làm sao để cho nó cặp hoa như thế này nha các anh chị ha. Anh, cái cục xanh gắn móng là bằng gì vậy? Cái cục xanh gắn móng này á, Kim là Kim đi vào trong mấy cái mà business depot hay là mấy cái đó đó Kim, mình gọi là cái tacky, gọi là gì ta, quên rồi ta, cái tên cái đó là gì quên mất tiêu rồi, dục quên mất tiêu rồi Kim ơi. Nó gọi là cái gì, cái gì, quên mất tiêu rồi. Nữa có gì anh gửi cho Kim nha. Press on nails nhỏ, móng khách nhỏ hơn thì làm sao anh, làm sao thì chị Tina ơi, khách đó thì nó có cái thước đo nha, cần lấy cái thước trong cái bọc đó, có cái thước đó, mình kêu nó lên online đó, nó print mấy cái gọi là paper ruler, thì cái paper ruler đó đó thì khi mà mình làm cái thì hôm nào đi, hôm nào chắc mình có một cái dịp á để mình hướng dẫn các anh chị làm cái press on nails nha. Thì mình để trong tiệm mình bán cũng được lắm á, mình vừa enjoy mình vừa vẽ mà mình cũng vừa bán được lắm á.
Hôm nay hiện bán nhiều lắm luôn á mọi người. Hello anh Minh Mai, hello chị Loan, khỏe không chị? Mà cái mấy cái thước giống vậy nè, nó có mm nè, thì mình đo từng cái móng là bao nhiêu mm đó chị nè, xong mình lấy. Khi nào nhớ xin hiệu. Ok, hello anh Sean Phan, hello Wendy Jackson, khỏe không mọi người? Hôm nay mình sẽ làm những cái mẫu rất là đơn giản trong salon use nha mọi người. Mấy cái mẫu mà hoa ẩn mà giống như là cái này gọi là quên mất tiêu rồi, trên cái tên nó gì mất tiêu rồi, hình như trên bàn trong phòng muốn toàn có à, không quay được. Thì nếu mà mình vẽ cái mẫu này hôm nay á các anh chị, mình sẽ cần có những gì? Mình sẽ cần có màu đen ha, mình sẽ cần có màu đen. Ok, màu đen mình làm nền, hoặc là các chị có thể làm cho cái móng clear cũng được luôn nha. Mình cần màu đen ha, màu đen. Móng clear thì các anh chị xài cái hiệu Perception này nha các anh chị, chứ mình không xài được màu đỏ nha. Màu đỏ thì mình chỉ sơn lên nền đen thôi nha. Rồi bây giờ mình sơn, mình thứ nhất là mình có màu đen ha. Rồi Hiền sẽ xài cái chai này để Hiền làm cái nhụy hoa. Cái nhụy hoa là Hiền sẽ xài bằng chai này nha các anh chị. Chai này làm nhụy hoa. Rồi màu trắng, thì màu trắng á, là Hiền xài cái chai số 7 của Perfect Match. Ok, và Hiền để ra đây là lâu rồi, thì cái màu trắng nó sẽ khô cứng lại để mà mình vẽ được những cái giống như là cái gel painting đó các anh chị. Đó, thì trước tiên ha, trước tiên là mình sẽ không cần. Ok, thank you. Kim ơi, đây đây là cái mà để gắn cái cục để mình tập vẽ nè Kim, nó gọi là phân thác, phân thác ha. Thì hello chị Lily đó, thì mọi người đi ra mua cái này nè đó, để mà để lên cái cục gì nè, nó có màu trắng nữa, nó có màu xanh nữa đó. Thì bây giờ trước tiên á, trước tiên mình muốn vẽ cái design này á các anh chị, mình sẽ sơn màu mình sẽ sơn màu đen làm nền ha các anh chị, màu đen. Ok, mình sơn màu đen nền, màu đen. Cái màu đen của Lichat đẹp lắm nha các anh chị, sơn một lớp thôi mà nó cũng rất là đen, sơn mỏng thôi nha các anh chị. Cái màu màu của Lichat các anh chị sơn lớp nào cũng mỏng thôi các anh chị ơi, đừng sơn dày nha. Rồi bây giờ sơn một lớp màu đen xong ha, mình khi vào đèn 30 giây. À chị Helen ơi, mình có thể mua ở Business Depot đó chị, mấy cái hoặc là Walmart nó cũng có, tiệm một đồng cũng có, em thấy tiệm một đồng cũng có chị, tùy cũng tùy tiệm có. Mình sơn màu đen xong nha các anh chị, màu đen xong rồi ha, thì mình sơn hai lớp màu đen, hai lớp màu đen xong rồi mình hai lớp màu đen xong rồi bắt đầu mình vẽ ha. Thì cây cọ Hiền xài là cây cọ số 4 nha các anh chị, à, số 2 nha các anh chị, cây cọ Hiền xài là Hiền xài số 2 nha. Rồi xong lớp đầu tiên màu đen, và bây giờ Hiền làm lớp thứ hai nha các anh chị, lớp thứ hai. Ngày mai 10 giờ, ngày mai khoảng 10 giờ mình Hiền vào, Hiền live, Hiền hát livestream, Hiền hát trên livestream nha các anh chị nào có rảnh thì vào vui vui với Hiền nhé. Rồi còn cái đây á là các anh chị thấy cái nhụy này màu hồng không? Cái nhụy này màu hồng không? Thì là Hiền để một cái màu đỏ, Hiền để một cái màu đỏ này ra một tí xíu và Hiền Hiền mix với lại cái trợ ly. Ok, Hiền mix với cái trợ ly này thì nó sẽ ra được một cái màu hồng nhạt. Rồi bắt đầu khi mà Hiền đã làm hai lớp, Hiền phơi xong rồi ha các anh chị, thì Hiền xài cái cọ này nè các anh chị ơi. Cái cọ này là số 2, nó gọi là 3D flat art nha. 3D flat art ha. Thì bắt đầu mình sẽ blend cái cọ mình vào cái màu nè các anh chị, mình blend vào màu nha. Ok, mình blend vào cho cái cọ nó có nhiều màu tí xíu. Rồi bắt đầu ha. Bắt đầu là mình vẽ cái nét nè các anh chị nha, mình vẽ nha. Rồi mình vẽ cái hướng hướng khác đi ha, mình vẽ nào, một cánh. Ok, mình vẽ nào, một cánh hoa. Ok, rồi mình vẽ cánh thứ hai nha các anh chị, cánh thứ hai. Rồi cái cánh thứ ba, các anh chị thấy rõ không ạ? Rồi cái cánh thứ tư. Vẽ như vậy nè, các anh chị muốn cho nó to hơn thì mình cứ tô cho nó cánh to hơn tí xíu nha các anh chị. Đó. Ok.
Rồi, bắt đầu Hiền sẽ cho vào cái đèn Hiền clear cho 15 giây cũng được ha, 15 giây, 30 giây cũng được. Hello Johnny Cao, hello mọi người. Các anh chị ơi, các anh chị cứ vào share giùm em cái livestream với nhé. Thì mỗi thứ năm vào 10 giờ hoặc là 10 giờ 15 thì Hiền sẽ live nha các anh chị. Hiền sẽ live để mà hướng dẫn các anh chị những cái mẫu mới, những cái mẫu gì nó là và một phần nữa là những cái mặt hàng mà Hiền sẽ ở đây là tất cả đều là cái hàng từ công ty Lịch Chat nha các anh chị. Rồi, làm cái lớp đầu tiên nha các anh chị. Rồi bắt đầu cái lớp đầu tiên này xong, mình clear xong rồi ha. Mình clear cho đèn cho 30 giây xong rồi nè. Là bắt đầu em Hiền sẽ sơn cái màu đỏ. Màu đỏ này là cái màu Royal, cái Royal Red số 6 của Perfect Match nha các anh chị. Rồi ha. Rồi Hiền sẽ sơn thẳng lên trên. Sơn thẳng lên trên cái cánh hoa mà Hiền mới vẽ xong là một lớp nha các anh chị. Rồi mình sẵn lên như vậy nha, là một lớp ha. Thì bắt đầu Hiền sẽ bắt đầu Hiền clear cho vài giây nữa. Rồi bắt đầu trong thời gian này thì Hiền bắt đầu Hiền chuẩn bị Hiền lấy thêm màu để Hiền vẽ thêm những cái cánh nha các anh chị. Ok. Rồi bây giờ tiếp thứ hai nha các anh chị. Thứ hai nè. Hiện sẽ đi một cái lớp nhưng mà hiện đi cho nó ngắn vô tí xíu để mình còn thấy được cái nét kia nha các anh chị. Nhưng mà đừng có đi sâu vô trong quá. Mình đi sâu vô trong quá thì mình sẽ không, một tí xíu nữa mình sẽ làm nhụy của nó nè các anh chị. Đó. Ha. Rồi, cái lớp thứ hai nha các anh chị. Hiện sẽ clear tiếp 15 giây nữa ha. Mình kia xong là mình sơn. Cái này làm cũng nhanh lắm. Nếu mà các anh chị làm hai ngón tay thì nhanh. Cái này Hiền làm rất là chậm để các anh chị xem. Xem các anh chị có câu hỏi gì thì cứ hỏi Hiền nhé. Đừng ngại nhé. Rồi, mình xong như này các anh chị. Mình tiếp tục mình lấy cái màu số 6 nha các anh chị. Tiếp tục mình lấy màu số 6 mình sơn lên trên luôn. Thì khi mà các anh chị sơn cái lớp thứ hai này á, thì các anh chị sẽ thấy được rằng á, là cái lớp ở dưới nữa nó sẽ là một cái lớp màu nữa nha các anh chị nha. Đó. Mình adjust cái cánh hoa ra thôi, không có gì các anh chị phải sợ hết nha. Rồi bây giờ tiếp theo ha, tiếp theo là Hiền sẽ đi cái lớp tiếp theo nè, nhỏ vào trong nha các anh chị. Nhỏ nhỏ vào trong luôn. Xíu xíu lại luôn nha. Rồi, nha các anh chị. Sau bắt đầu mình tiến hành mình đoạn mình clear 30 giây nữa. Rồi thì cái lớp này á các anh chị, thì khi mà cái cánh nhỏ ở trong á thì sẽ làm cho nó là màu hồng. Màu hồng nhẹ mà thì mới pha cái mixture. Cái mixture mới pha đó các anh chị. Cái mixture này nè là hiện pha cái màu đỏ với là một cái tí xíu base á. Thì bắt đầu hiện tiến hành hiện sẽ để lên trên đây để cái nhụy nó là màu hồng ha. Hiện đánh lên, lấy cây cọ này hiện đánh lên đây nè các anh chị. Đó, xong rồi bắt đầu hiện cho em vào hiện kia khoảng 15 giây cũng được, 15 giây hay 30 giây cũng được ha. Rồi mình lấy cây cọ số 1 là nó có hai đầu, đầu là liner và dotting nha các anh chị, liner và dotting, liner ha. Và đó thì Hiền sẽ sử dụng cái dot. Cái màu số này là cái màu vàng mà Hiền làm nhụy là số 201 ha. Và cái màu đỏ, màu trắng là số 7 nha các anh chị. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm cái nhụy ha. Cái nhụy thì mình chấm. Để Hiền chấm thử bên này coi nó mỏng hơn không. Cái cọ này chấm nó mỏng hơn. Mình chấm cái nhụy nha các anh chị. Mình chấm cái nhụy vòng vòng như thế này nè. Đó. Rồi mình khi cho vài giây. Đúng rồi, nhà chị Tina, màu đỏ là Royal Red chị. Royal Red. Mình kêu vào dây xong, mình lấy ra mình chấm cái màu vàng nữa nha các anh chị. Màu vàng. Chấm lẫn lộn vô trong luôn. Lẫn lộn vô trong luôn ha. Rồi. Bây giờ mình kêu tiếp. Xong là mình top coat lên. Mình top coat lên xong rồi mình muốn vẽ line thì mình vẽ line. Mình vẽ line, mình làm một tí xíu
decoration bên ngoài nữa cho nó đẹp lên. Thì Hiền sẽ sử dụng cây cọ số số 4. Số 4 là detail line. Ok. Hiền sử dụng cây cọ số 4 là detail line. Và Hiền sẽ sử dụng cái màu glitter này nha các anh chị. Sử dụng cây cọ. Dạ có chị Phượng Hoàng. À, mấy cây cọ này ở BK có bán hết chị. Rồi bây giờ Hiền sẽ sơn cái Mirano Top Coat lên trên đây nha các anh chị. Mirano Top Coat lên ha. Mirano Top Coat. Cái Top Coat này khi mà các anh chị sơn lên á, các anh chị sẽ thấy được cái cánh hoa nó có cái độ ẩn ở trong á, có thể trên cái màn hình mình không thấy được rõ, nhưng mà khi mà các anh chị vẽ xong ở ngoài vẽ y như Hiền làm á, các anh chị sẽ thấy cái cánh hoa của mình nó giống như là cái bánh rau câu vậy đó, nó có từng lớp vậy đó, đẹp lắm. Trời ơi, em mày vẽ xong rồi mới vô. Thôi đi ra ngủ luôn đi em mày ơi. Đi đi, không cho vô. Đi, đuổi. Rồi. Hello, Lê Thanh. Dạ, Hiền khỏe ạ. Ok, bây giờ Hiền sẽ bắt đầu Hiền vẽ like nha. Hiền sẽ vẽ like xong. Các anh chị mua cái loại kim tuyến này nè, về rắc lên đẹp, đẹp lắm lắm luôn. Lắm lắm luôn mọi người ơi. Nha. Đây Hiền lấy cái muỗng xong cái nè. Đợi Hiền cái nha mọi người. Cái muỗng. Rồi, bây giờ Hiền sẽ vẽ cái hoa văn nha. Hiền vẽ cái hoa văn cho mọi người xem nha. Cái hoa văn này á, các anh chị vẽ xong các anh chị rắc cái kim tuyến lên thì nó sẽ rất là đẹp nhé. Rắc kim tuyến lên sẽ rất là đẹp, nó đẹp mà nó rất là chắc nữa các anh chị nha. Mọi người ơi, thì vào thứ năm hàng tuần nha, 10 giờ nha các anh chị. Hiền lúc nào cũng lên live để mà hướng dẫn các anh chị vẽ ha. Vẽ những cái mẫu dễ, đẹp và sang để các anh chị hốt bạc nha. Khi mà các anh chị hốt bạc rồi á, các anh chị gặp Hiền, các anh chị mua cho Hiền ly cà phê là vui rồi ha. Không có đòi hỏi gì. Còn mấy anh chị nào mà giống như Amy Võ hay là gì Ti Võ nè, mấy người này là đại gia hết rồi, thì phải mua cho Hiền hộp xoàn, chứ không có mua mà có phi nha. Ti Võ với Amy Võ là đại gia đó mọi người. Đó à, mọi người ha, đẹp chưa. Rồi bây giờ ở đây thì mình trông tí xíu hoa văn như này là. Cái cọ này vẽ rất đẹp luôn nha mọi người nha. Mọi người có mua chưa? Nhất là vẽ mấy cái hoa văn này nè, đẹp cực kỳ luôn. Sorry nha, Hiền phải chuyển cái tay vòng vòng á. Tại vì Hiền để cái phone ngay ở trên cái mặt của Hiền á, nên Hiền phải đi từ từ á, sợ mọi người không có thấy rõ nữa nè. Rồi bây giờ mình xong như vậy nè mọi người. Mình xong rồi ha. Mình xong những cái hoa văn này rồi ha. Bắt đầu mình sẽ rắc cái bột lên trên nè mọi người. Rắc lên trên đây. Chucky Quang ơi, ngày mai á Hiền lên live hát đó nha Chucky. Chucky đừng có miss nữa nha. Rồi bây giờ Hiền khia nha mọi người, khia một tí xíu nha, 15 giây. Rồi thế là xong. Một cái mẫu kiếm tiền ngon lành cành đào. Hello Anna, à, mình dùng màu reception được không? Dạ được chị ơi, được chị Hương ơi. Hello Đinh Kim. Hello Rainbow Nail Spa. Ngày mai hẹn mọi người 10 giờ nha. Mình nhà mình phục vụ văn nghệ miễn phí nha.
Rồi bây giờ xong á mình lấy cây chổi nha mọi người. Cây cọ nha, cây cọ này nè. Mình quét xuống ha, đó. Thì mọi người nhìn nha, lóng lánh lung linh ha, hoa văn nha. Không biết mọi người có thấy cái kim tuyến rõ không ạ? À? Kim tuyến ở ngoài đẹp lắm. Ừ, ông cái tai đẹp hơn hả? Ở ngoài đẹp, kim tuyến đẹp lắm mọi người ơi. Chào thầy. Gặp anh Hiền là mời đi ăn chầu gì chứ ai đi mời đi ăn cà phê. Không, bây giờ không có đi ăn nữa, bây giờ mình thích đeo hộp sàng hả? Nha, Ti Võ. Ti Võ cho một cái hộp sàng đeo đi. Rồi nè mọi người ơi ha, thì đẹp hết Tina, dễ lắm Tina ơi, đâu khó đâu Tina. Đẹp quá trời đẹp nè. Đó mọi người, thì mọi người thích vẽ hoa văn thì vẽ, còn nếu không thì mọi người cứ để nó đơn đơn điệu như vậy thôi nha. Nó đơn điệu như vậy thôi. Nhìn rất là đẹp. Ở ngoài á, mọi người nhìn nó từng lớp nó ẩn ở trong giống như là một cái bánh rau câu vậy đó, mọi người thấy không? Giống như một cái bánh rau câu. Rửa cọ với gì? Chị, rửa cọ với chai này nè chị có mua chai này chưa? Gel cleanser nè. Gel cleanser nha chị. Nhớ lên. Sao ngất ngay luôn hả, ngất ngay con gà tây luôn hả Kim Tuấn Trần, sao xuất sắc phải không? Kim tuyến đó bao nhiêu vậy em? Chị Ni Nì ơi, bây giờ em không biết giá bao nhiêu nha, có gì chị Ni Nì ở đâu nhỉ? Chị Ni Nì lên trên website của lichatnail.com check giùm em nha. Đây là cái mẫu mà Hiền làm, thì Hiền không có vẽ nhiều hoa văn tại vì chỉ có vẽ lên cái lá mà mọi người nè. À, cái này mình rắc xong á mình không sơn top cũng được nha Jessica Dương, tại vì cái pigment của màu trắng này nó rất là chắc rồi, cho nên mình không cần rắc gì hết ha. Hello Nina Nguyễn, cái lá này là giống như là nổi nổi 3D cộng gì đó. À, cái này là Hiền vẽ xong, Hiền 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 để những cái lớp màu perception đồ lên đó này các anh chị, đẹp không? Mình làm cái lá ra nó nổi lắm luôn. Cây cọ vẽ lai lúc nãy là số mấy? Cây cọ vẽ lai là số 4 Tuấn nha. Số 4. Nó gọi là detail line và fine liner. Ok, detail line và fine line. Nè, cây cọ này là nó gọi là detail liner và fine liner. Ok. Cho nên là mình mua cây cọ này mình dùm giá ngon lành cành đào luôn. Các anh chị có câu hỏi gì cho em không ạ? À? Thì mỗi thứ năm nha mọi người ơi, mỗi thứ năm là mình đều có live nha. Mỗi thứ năm 10 giờ. Vẽ sao em? Dạ baby. Vẽ lá hả chị? Cái vẽ lá này mình có thời gian không? Làm luôn mẫu lá luôn nha anh Hiền hả? Có thời gian không ta? Mình có thời gian mình làm mẫu lá không? Mọi người có muốn xem mẫu lá luôn không? Thả cho em nhiều cái quả tim I love you bạc bạc đi rồi em làm mẫu lá luôn. Lớp vô bạc bạc đi. Thả tim vô, cho tim nhiều vô. Ôi, tim, trời ơi. Mua giùm Anna, mua gì Anna? Mua cây cọ ha Anna. Ok, bây giờ các anh chị muốn vẽ cái mẫu này á, thì các anh chị phải vẽ cái kiểu này nè. Các anh chị phải có một cái loại. Các anh chị nhớ lần trước mà Hiền có chỉ cho các anh chị làm cái loại mà perception với lại cái foil không? Love you bạc bạc. Nè mọi người ơi, cái foil này nè. Thấy chưa mọi người, cái foil này nè nó không có hình ảnh gì luôn nha. Cái này các anh chị có thể mua trên Amazon nha. Mua trên Amazon ha. Thì ok, mua cái cọ nha nè. Thì rồi nha, các anh chị sẽ làm như thế này, ok? Các anh chị sẽ sơn màu đen. Trời ơi sao tôi dễ bị dụ quá à. Chỉ có một cái câu nói lớp vô bạc bạc thôi mà tôi phải ngồi lại đây tôi làm thêm nữa nè. Tôi làm overtime nè. Các ai hiểu cho nỗi lòng của tôi. Có ai thương yêu gì tôi đâu. Rồi bây giờ mình sơn màu đen nha các anh chị. Hiền nói giỡn lắm nha, mọi người đừng giận nha. Mình sơn màu đen ha. Màu đen. Rồi mình sơn màu đen một lớp xong nha các anh chị. Một lớp màu đen xong ha. Khi 30 giây nha, mình khi 30 giây.
Rồi, mình sẽ trong thời gian đó mình sẽ lấy cái kéo ha. Cái này thì làm nó hơi cầu kỳ tí xíu nhưng mà mọi người làm quen thì nó không có lâu. Cái kéo nha các anh chị, mình lấy cái kéo xong ha. Mình lấy cái kéo xong cái mình cắt hình cái cánh lá này các anh chị. Anh chị có thấy không nha? À, double khéo tai hát hay còn đẹp trai. Trời ơi, thank you các anh chị nhiều nha. Trời, em gái của tôi. Em gái của tôi đi đâu đây? Đi lạc đâu đây em gái Tyra. Hello Danny. Rồi bây giờ mọi người ơi, mọi người xem hình cái cách hình cắt chiếc lá nha. Nè. Thấy không nhà mọi người? Thấy chưa mọi người? Có thấy chưa mọi người? Hay là trọng hiền phải lấy cái gì đen đen cắt mới thấy hay sao ta? Đã trên cái đèn đen. Thấy chưa mọi người? Thấy rõ không? Rồi bây giờ mình sẽ cắt hình chiếc lá nha. Cong vậy nè mọi người. Đó, một chiếc lá nè. Nha. Rồi bây giờ chiếc lá thứ hai nha. Chiếc lá thứ hai. Đó. Cái này thì nó hơi khó thấy tí xíu nha. Các anh chị cố gắng nhìn giúp Hiền nha. Rồi cái chiếc lá đâu rồi, mất tiêu cái chiếc lá thứ ba rồi, chiếc lá cuối cùng đâu rồi. Thôi cắt lại chiếc lá mới nha mọi người. Mình cắt làm sao cũng được, không 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 cần thông thành, không cần thiết là mình phải cắt một cái là nó perfect theo một cái chiếc lá, mà mình cắt cho nó có cái độ nhọn nha các anh chị. Mình cắt cho nó có cái độ nhọn nhất định nha. Rồi. Trời, mọi người ơi, mọi người rảnh á, mọi người cần cái gì á, mọi người cho Hiền biết, Hiền giới thiệu cho mọi người xài. Có rất là nhiều cái sản phẩm mà đẹp lắm, mà dễ làm nữa. Nhưng mà chắc để từ từ đi, cho mọi người học nhiều quá mọi người quên á. Nha. Rồi, bây giờ cái này là cái lớp thứ hai nha các anh chị. Cái lớp thứ hai ha, lớp thứ hai màu đen nha. Rồi bắt đầu mình cho vào, mình khia cho 30 giây nữa. Còn thiếu bài hát mà chưa trả. Ở đây không có ai nợ ai nha. Ở đây không có ai nợ đằng ai nha Danny nha. Đừng có vào đây mà đòi nợ nha. Ai nợ ai. Rồi bây giờ các anh chị, mình sẽ xài cái chai gel base này nha các anh chị. Cái chai gel base coat này ha. Mình sơn lên, tại vì mình phải sơn để có cái độ stick nha các anh chị. Có cái độ stick nó mới dính cái lá nó đẹp nha. Stick nha. Rồi mình sơn lên lớp gel ha. Rồi mình clear chừng khoảng 15 giây cũng được. Hello Dustin Nguyễn. Mọi người có thấy rõ không? Nếu không thấy rõ thì nói cho Hiền biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cọ số 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 4 nha mọi người. Lấy cái cọ số 4 nha, mình bắt đầu mình sẽ tiến hành mình sẽ làm cái lá nha. Rồi bây giờ các anh chị nhìn xem nha. Thì Hiền sẽ làm cái lá từ phía trên này đi xuống nha. Để cái này lên nè các anh chị. Để cái foil lên. Các anh chị thấy nó ra giống chiếc lá chưa? Ha. Rồi. Cái lá thứ hai nha. Lá thứ hai. Rồi. Ba chiếc lá thứ ba. Rồi hiện tháp nó xuống. Các anh chị thấy không? Nếu mà anh chị không có cái chai base này á, các anh chị không có tháp nó nằm vô được. Bây giờ hiện đã cho nó nằm rồi, mà có nhiều cái phôi nó bị cộm lên á thì mình cứ đánh lấy cái tay mình ấn nó xuống vậy nè. Đó, thì cho nó nằm vào trong. Các anh chị thấy không? Rồi. Mình cái lớp này á xong rồi ha. Mình lấy cái chai gel. Mình lấy cái chai Perception này, mình cho nó vào một tí xíu nữa để nó có cái độ xanh nó ẩn lên nhiều hơn một tí xíu nha. Đó, các anh chị nè, đó Hiền cho vào, các anh chị thấy không? Hiền cho vào nữa thì bắt đầu nó ẩn cái màu xanh nhiều lên, các anh chị thấy không ạ? À? Đó, mình cho nó ẩn cái màu xanh nhiều lên tí xíu nữa nha các anh chị. Rồi, bắt đầu mình cho vào đèn mình khuya khoảng 15 giây nha. 15 giây. Cái này á, Hiền làm rất là chậm để cho các anh chị xem, chứ thật sự á, nếu mà Hiền làm nhanh á, Hiền làm nhanh lắm, làm quen rồi làm nhanh lắm các anh chị. Nên cho nên là cái gì cũng vậy, mình cũng phải tập các anh chị nha, các anh chị tập đi.
À, đừng có ngại, có gì thì cứ hỏi Hiền nha, nhắn tin hỏi Hiền. Hiền rảnh là Hiền trả lời liền à, trả lời tất cả mọi người luôn. Ừ. Còn nếu mà cũng như giống như Tina vậy đó, nếu mà họ nhắn tin không trả lời thì đem đồ ăn tới nhà gõ cửa là chạy ra, xách bầu đồ ăn vô là dậy liền. Tina hả? Rồi bây giờ tại vì Hiền muốn á, vẽ một cái hoa văn để Hiền rắc cái kim tuyến lên, cho nên là các anh chị nhớ khi nào mà các chị muốn rắc kim tuyến là nhớ là phải sơn cái loại top coat nha. Phải sơn top coat lên rồi mình mới đầu mới rắc kim tuyến được nha các anh chị. Còn nếu mà các anh chị muốn rắc kim tuyến mà không có sơn top coat á, là nó không có, nó kim tuyến nó còn bị cái gel, nó còn bị ít rít rít á, nó sẽ dính lên trên cái móng của mình, nó không có bị chùi đi được nha. Rồi bây giờ Hiền bắt đầu Hiền vẽ cái nét hoa văn của cái lá. Mình sẽ outline cái lá thì nó phải nhìn ra rõ cái lá nha các anh chị. Mình outline cái lá nha. Cái màu đen, cái màu trắng này nè các anh chị. Thường thường á, trước khi Hiền vào tiệm á, Hiền hay có một cái miếng nhỏ nhỏ giống vậy nè. Cái Hiền lấy cái màu trắng với màu đen Hiền để ra liền. Hiền để ra để mà khi mà có vẽ là Hiền chụp qua Hiền vẽ liền, là nó sẽ thành cái hoa gel rồi. Cho nên mình không có cần mua nhiều cái supply, nó tốn tiền. Còn nếu mà mình cần, mình không có thời gian mình muốn mua thì các anh chị cứ mua ha. Cũng có nhiều cái hàng treo đẹp. Rồi bây giờ bắt đầu Hiền sẽ vẽ cái outline của cái lá nha các anh chị. Đó, outline nó vô. Dễ mà đúng không? Các anh chị tập cái outline đi. Cái outline là cái quan trọng nhất trong cái vẽ đó. Tập cái outline mà đẹp rồi á, là mình vẽ cái gì nó cũng đẹp hết trơn. Rồi bây giờ cái này á, cái này nè các anh chị, kéo nó xuống cho nó nhọn ra. Kéo nó xuống cho nó nhọn ra. À. Như cái này ha. Tiếp tục mình vẽ. Ngày mai ở Canada trời đẹp lắm mọi người ơi. Chắc định là ăn barbecue á. Mọi người có kế hoạch gì không? Định qua bên Định qua bên Rochester, không biết có ai cho mình ăn barbecue bên đó không? Không phải ăn ở nhà thôi. Không có ai mời mọc mình ăn uống gì hết trơn. Rồi bây giờ mình outline nha các anh chị. Mình outline nè. Rồi, xong. Còn nếu cho ké với hả? Nó không biết có ăn không đây nè. Khổ bây giờ ăn mà hả, ăn mà chui rút trong nhà đó, sợ mất công hả, người ta nói mình ăn mình bài tiệc tùng, người ta đi thưa mình nó mệt lắm. Hôm nào hết dịch thì mình hẹn hò mình ăn một bữa nha chị nè. Đó nha các anh chị. Rồi bắt đầu xong á là Hiền Hiền sẽ tiến hành Hiền Hiền rắc cái bột lên nha các anh chị. Đó. Rồi mình rắc cái bột kim tuyến đó, hay là cái bột gì cũng được. Tại những cái này nè các anh chị để như vậy á, nó giống như là một cái lớp mà gọi là 3D vậy đó. Khi mà khách nó feel á, nó feel giống như 3D. Rồi bây giờ mình rắc cái bột kim tuyến lên. Rắc bột kim tuyến lên nha. Rắc bột kim tuyến. Rồi xong mình vẽ vào đèn, mình clear cho 30 giây nha các anh chị. Mình clear 30 giây. Xong rồi, hết dịch mình ăn tiệc lớn nha anh Hiền. Hết dịch là mình có nhiều cái lịch diễn lắm đó à nè ơi. Hình như không có mưa. Ok, so bây giờ mình xong thì mình nếu mà các anh chị muốn cho nó có một cái mà gọi là cái lá mình nó ẩn thêm nữa đó, thì các anh chị sẽ làm một cái cách này nữa nè. Các anh chị để ra cái top coat này ra ha. Rồi. Cái lớp này xong, hàng phủi bụi nha các anh chị, hàng phủi cái nè các anh chị thấy không? Bây giờ mình phủi xong nè, đó. Nè. Rồi, xong bây giờ các anh chị làm như thế này nha. Các anh chị làm giống Hiền nha. Đây là cái Merino Top Coat, mà cái Top Coat này là không có cleansing nha các anh chị. Cái Top Coat này là mình sơn xong là mình đi luôn. Thì các anh chị sẽ lấy cái Top Coat này nè, các anh chị để lên trên này. Thì sẽ nổi cộm cái lá của các anh chị lên nha.
Rồi, xong một cái ha, mình cho vào đèn bên kia để nó đừng có chảy nha các anh chị. Đẹp quá trời luôn hả? Thank you mọi người nha. Mọi người thức khuya quá hả? Cái giờ này mình live ok phải không mọi người? Mình live từ 10 giờ ok phải không? Rồi mình để thêm đây một cái nữa nha các anh chị. Cho nó cộm cái lá nó giống như 3D vậy đó nha. Đó. Cái này giống như mình làm giống như là thạch vậy đó, cẩm thạch vậy đó. Rồi, xong cái lá thứ ba cuối cùng. Cái này là hiện chỉ để trên uống ly trên cái hình cái lá thôi nha các anh chị. Rồi. Dạ cảm ơn chị Hương. Chị Hương Helen. Dễ lắm không chị? Dễ nha chị ơi, làm nha chị. Đừng có give up nha. Cái đá này là đá Swarovski nè mọi người. Để hiền gắn vài hạt đá lên cho nó đẹp. Cái hộp đá kia đâu. Mua mấy cái đá là tốn tiền muốn chết luôn á, nhưng mà mình làm cho khách đó mọi người. Mà hiền làm cho khách đó, hiền làm bằng cái đá này cho nó nhìn cho nó đẹp tí xíu, tại vì không có muốn làm cái đá kia á. Nó rẻ tiền lắm. Ôi, cái cây ghê luôn. Rồi bây giờ mình gắn cái đá lên. Cái đá này á, đá nhỏ đó cho nên mình không có cần gắn cái gì nhiều. Hiền cái chai đâu rồi? Cái chai builder treo đâu rồi con? Kiếm cái chai builder treo, liquid builder treo. Rồi bây giờ Hiền lấy cái chai liquid builder treo này, Hiền gắn đá cho nó chắc. Thank you chị Heidi. Dạ. Rồi Hiền gắn cái lấy cái chai liquid builder treo nha các anh chị. Hiền để ngay đây một tí xíu, gắn đá cho nó dính nhiều. Ok. Rồi gắn vào. Mọi người có câu hỏi gì cho Hiền không ạ? Rồi bây giờ mình tiếp tục mình khia trong vài giây nữa nha. Đẹp. Đẹp quá, long lanh lóng lánh nha mọi người nha. Có ai có câu hỏi gì cho Hiền không vậy? Mọi người nghĩ là tuần sau mình nên làm cái gì nhỉ? Mọi người nghĩ tuần sau mình nên làm gì? Thì Hiền sẽ trễ để Hiền biết Hiền chuẩn bị cho mọi người. Oh hello, trời ơi, hello anh Đỗ Thanh. Cảm ơn anh đã vào xem cái livestream của em nhé. Anh Đỗ Thanh là producer, giám đốc của trung tâm Đỗ Thanh đó mọi người. Thì chưa có dịp được làm việc chung với anh Đỗ Thanh. Nhưng mà có mấy lần đi quay cho kịch Sống Túy Hồng cũng có gặp anh Đỗ Thanh rồi. Rất là lâu ngày xưa rồi. Rồi bây giờ xong rồi mọi người ơi, thì hôm nay đó là mình làm hai cái mẫu này rồi ha. Thì bây giờ Hiền sẽ để gần lại cho mọi người xem nha. Để gần lại cho mọi người xem cái mẫu có như thế nào nhé. Thì các anh chị nhớ xong rồi các anh chị cứ luyện tập đi ha, đừng có ngại. Còn cây nữa không con? Các anh chị cứ vào tập nhé, đừng có ngại, có gì thì cứ hỏi Hiền nhé. Thì đây là ba cái mẫu của mình livestream hôm nay nha các anh chị. Đó, không biết các anh chị thấy rõ không nhỉ? Cái lá này nè các anh chị gờ vào đây nó cộm lên đẹp lắm luôn nha. Rồi bây giờ nếu mà các anh chị không có câu hỏi nào á, thì mình hẹn gặp các anh chị ngày mai. Ngày mai Hiền khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ gì đó Hiền sẽ lên livestream, Hiền hát cho mọi người nghe. Và thứ năm tuần sau thì mình bắt đầu mình tiếp tục mình livestream. Chờ Janito giờ mới vào em. Xong rồi em. Mai mốt để anh thác em vào, để em vào trễ quá. Xem lại livestream không sao cả. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. Bây giờ mặc dù vẫn ví dụ như sau khi cái livestream này xong, mọi người có thể tiếp tục giúp Hiền chia sẻ cái livestream này. Tại vì có những các anh chị á, mà không có thời gian hiện giờ để vào xem đó, thì các anh chị có thể xem lại nha các anh chị ha. Rồi bây giờ Hiền cảm ơn các anh chị rất rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các anh chị vào thứ năm. Và ngày mai mình sẽ... Dạ không, không hát bài đó. Bài đó đó là bài gì anh Đinh này? Bài đó phải đi hát riêng nha. Rồi bây giờ Hiền chào các anh chị nha, và hẹn gặp mọi người vào ngày mai nếu mà các anh chị có thời gian rảnh ha.
Rồi các anh chị, nếu mà các anh chị nào có muốn học cái cách làm móng là để press on như vậy, hoặc là các anh chị nào mà có những người khách muốn mua đó mà các anh chị không có thời gian làm á, các anh chị cứ liên lạc với Hiền nhé. Hiền Hiền lấy order rồi Hiền làm nha. Đó, đây là những cái bộ móng mà Hiền đã làm cho khách hôm nay. Good night chị Hương. Ok, tag Tina nữa ha. Ok rồi. Ủa vậy hả? Ok. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái Facebook của Hiền bị cái vấn đề gì hay sao? Rồi cảm ơn mọi người nhiều nha. Ngày mai Hiền gặp mọi người nhé. Good night các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai và thứ năm tuần sau, 10 giờ. Bye bye.